Rồi, hello anh em ha. Đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Là clip này mình sẽ quay lẹ tại bởi vì nó sẽ là một cái clip cuối cùng rồi. Gọi là cái những con xe cuối cùng ở ở ở showroom mình rồi ha. Thì mình còn những gì đây? Cho anh em coi luôn là R15 V3 hay là chọn R15 V3 hay là CBR 150 hoặc là GSX ha. Rồi, tiếp theo. Con này anh báo giá luôn ha. Con này là anh bán 5X nha anh em, 5X tầm vừa vừa thôi nha anh em. Xe mới cực kỳ mới luôn nha. Xe mới chạy 4.000 mấy cây thôi nha anh em. 4.600 cây nha anh em. Nè, vỏ chỉ là còn nguyên nha anh em. Ô đo thấp là vỏ chỉ còn nguyên nha, xe đang rửa nha, xe rất là nhiều đồ chơi nha. Chợ sáng, giá đỡ điện thoại, bô độ tùm lum nha anh em. Bô riu nha anh em. BR2 gì đó anh em. Đó, bắt biển số đúc gầm mà đó. Rồi rồi, tiếp theo là mình quay nhân vật chính ngày hôm nay, đó là Su GSX với lại CBR. Thì anh em nào mà thích đầm mà thích bình thường Honda bờ nó, thì anh em chọn CBR ha. Có ABS nha anh em, bản này là bản ABS nha anh em, lên đồ chơi nhiều lắm nha anh em. Heo rồi, thấy không, con heo thấy xịn chưa anh em? Heo nè, xi nhan nè, ốc titan nè, đó lốc máy nè, cực đẹp luôn ha anh em ha. Đó, biển số đúc gầm là đồ zin còn đủ nha anh em. Bình dầu nè. Con này là mới chạy 15.000 cây ha anh em ha. Nè, cái bộ công tắc nè đẹp không anh em? Đẹp không? Đẹp không? Anh em thấy nhức nách chưa? Đáng mua chưa? Bộ này là 2 triệu mấy rồi nha anh em. Đó. Bộ này là 2 triệu mấy rồi, ốc titan nè anh em thấy không? Đó, rất là đẹp. Đó, bộ công tắc quay cho anh em xem. À, biển số ba con đều là biển số thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Biển số thành phố Hồ Chí Minh là ủy quyền sang tên đều được nha anh em, rất là rẻ nha anh em. Công tắc đẹp không? Quay nhanh cho anh em xem. Tay thắng nè, lên tay thắng này ngon lắm nha anh em. Thắng tốt lắm nha, đồ zin còn nha anh em. ABS nè anh em, cặp mâm sơn đẹp không? Cặp mâm đẹp không? ABS trước sau nè. Con này chỉ 5X thôi nha anh em, 5X nhỏ nha anh em. À, bình dầu anh em, biển số thành phố nè. Đó, con này cũng biển số thành phố ha. Rồi quay tổng thể cho anh em coi ha. Đó rồi, anh em thấy chưa, vỏ nè đẹp không, còn mới tinh nè anh em, dĩ nè không một vết xước nha anh em nha. Đó, anh em coi là biết, anh em thấy chưa. Đó, CBR với GSX. Rồi qua GSX này bao can luôn ha. GSX này cũng 5X nhỏ chút xíu nha anh em. Rẻ lắm nha anh em. Xe mới tinh luôn nha. Xe này mới rô đai xong nha anh em. Nay vỏ chỉ còn nguyên nè. Dĩ không một vết xước nè. Xe anh em chơi xe nhìn vô là biết liền. Anh em xịn sò nhìn vô biết liền. Xe keng à. Su này bao mới luôn nha. Con này dán keo nguyên con nè. Anh em thấy không? Dấu dán keo nè. Không một vết chày xước gì nha anh em. Xe rất là mới luôn. Bản ABS nha anh em. ABS. Xe rất là đẹp, sổ bảo hành còn đầy đủ luôn nha anh em. Con này là bản 221 nha anh em. Rồi là bản 2021 nha. Sổ bảo hành còn đầy đủ nha anh em. Đó. Không một vết chày luôn nha anh em. Đó, dán keo nguyên con luôn. Quay này góc nhìn thứ nhất cho anh em coi nó dễ nè. Vỏ nó mới luôn, mọi thứ đều mới nha anh em à. Tất cả đều mới nha anh em. Anh em chú ý nha. Đó, quay cho anh em xem nè. Đó, anh em thấy chưa, tất cả đều mới, xịn mắc cây nè. Con này có xịn mắc cây nha anh em. Anh thấy chưa, thì con này mua tiết kiệm hơn mới mấy chục triệu, anh em dạy gì không mua anh em. Su rồi nè, đó dạy gì không mua. Su CBR đó, CBR lên đầy đủ đồ chơi, anh em giờ chỉ chạy thôi nè, anh em thấy không, ốp bình xăng nè đầy đủ. Thích cái công tắc này nè, công tắc này rất là đẹp, anh thấy không, mở lên là nó xanh hết nè anh em thấy không, xanh hết nè đó, xanh luôn nè đó, ngầu không, nhìn ngầu titan xanh luôn nè, bình dầu nè đẹp không đó. Cái màu xanh này á là nó trùng với lại cái màu mâm nha anh em nha, nhìn rất là hầm hố, rất là đẹp ha anh em ha. Bản này hồi đó mua tới 90 mấy triệu rồi nha anh em. Đó rồi quay cho anh xem. Rồi mình sẽ quay tiếp tiếp là con Ninja 4 nè anh em. Ninja 4 bản đặc biệt nè anh em ha, màu xanh, xe cực kỳ mới luôn.
xe hầu như là anh em thấy đi, không có chầy xước gì luôn anh em nhìn đi. Biển số là biển 61A1 nha anh em. 61A1. Chìa khóa để mình mở trên cái, nó có bộ độ nha anh em nha. Con này 115 triệu có bộ độ, bô zin còn, đuôi zin còn luôn. Để mình lấy chìa khóa mình mở cho anh em nghe tiếng tiếng bô. Mình lấy chìa khóa cái. Mấy đứa nhỏ nó cất chìa khóa ở đâu rồi? Đây nè, rồi để mình mở cho anh em nghe tiếng bô. Ninja 4, con này mới 12.000 cây thôi nha anh em nha, đẹp lắm nha. Xe hầu như là không có chạy xước gì luôn nè, anh em nhìn đây ha. Nhìn đây không có chạy xước gì luôn. Vô cộng sinh vàng DD đi cho nó êm nè, đó, xe không có chạy xước gì luôn. Nước sơn nè. Anh em nhìn đây, đó. Rất là đẹp luôn. Tại mình 2-3 ngày nữa là mình nghỉ Tết rồi nha anh em. Xe rất là đẹp, hầu như là không có chạy xước luôn anh em à. Chủ đi rất là kỹ à. Xe bên đây chủ hơi bị vip anh em. Anh em nhìn đi. Quay gần cho anh em coi, hầu như là không có chạy xước hay là cái gì luôn anh em. Đó. Em coi kỹ nha. Nè anh em. Nên mua xe Minmaker khỏi ấy. Rồi mấy con này cuối cùng là mình bao thay nhớt cho anh em đi luôn nha. Tại như là quà tặng cuối năm cho anh em thôi. CBR anh em thích mạnh thì GX, thích đầm thấm ABS an toàn, GX cũng ABS an toàn thì CBR 150. Rồi tiếp con R15 này bao ngon luôn. R15 này mình đang rửa nè anh em. Biển số thành phố luôn, đồ chơi quá trời nè anh em thấy không? Đồ chơi quá trời, biển số thành phố nè. Mấy ngàn cây á, là vỏ nó còn siêu còn chỉ luôn nha anh em. Vỏ mới luôn nha anh em, không thiếu một cái gai nè anh em thấy không? Quay kỹ cho anh em xem. Không thiếu một cái gai nào luôn nha anh em. Mình thấy chưa? À, sơn nhông sơn dĩ nè, mới tinh luôn nè anh em, thấy chưa? Biển số 59 nè, Sài Gòn ha anh em ha. À, xe bao keng luôn. Keng xà beng. Xe chủ đi 4.000 mấy cây, đa số anh em ấy xe là anh em lên CC, chủ xe này là lên đúc 390 anh em ha. À, chủ xe R15 này là lên đúc 390. Đó. Anh em coi. Coi gì nó mới rõ anh em à. Coi gì nó mới rõ, mình quay nó mới rõ anh em coi. Kính chắn gió độ này, đèn chợ sáng này đi Tết anh em đi chơi là nhức nách luôn nè. Đó, đèn chợ sáng đi chơi Tết là nhức nách luôn. Xe bao mới bao can, nhìn anh nhìn là biết rồi. Chơi xe nhìn là biết rồi ha. Xe chưa chở người gì luôn nè, thấy không? Mới can luôn. Ốc lốc máy nè. Chống đổ nè. Gù nè, gù này còn gù zin nha, lên gù này cho nó dài ra cho nó an toàn hơn nha. Rồi cho nghe tiếng bô luôn nè, bô độ ha, BR2. Ok, trời sáng rồi đầy đủ, giá hợp lý anh em chơi Tết luôn. Anh em nào mua xe cứ liên hệ số điện thoại mình 0916640653 hoặc là qua địa chỉ nè. Anh em nhìn địa chỉ đối diện mình là nó ra. Nhà mình là 25 lô C, còn bên đây là 25 26D, bên mình là 25 nha anh em. Ghé xem xe nha anh em. Ghé xem trực tiếp, mình còn làm 2-3 ngày nữa thôi, giờ mình up clip luôn, quay xong up luôn. Đó, R15 thì nó sẽ ngoại hình nó sẽ đẹp hơn. Con này thì sẽ bền hơn, con này sẽ mạnh hơn. Con này thì người là chiều cao thấp thì ngồi ok nè. Mấy con này, con này cao cao to to xíu ngồi đẹp. Anh em tự mình mà liệu cơm gắp mắm nha anh em. Liệu cơm gắp mắm chạy xe. Qua bên mình là mình tư vấn miễn phí hết nha anh em. Mình ít tư vấn gọi điện thoại mình tư vấn được nha, chứ nhắn tin là mình nhắn khó lắm anh em, nhiều khách lắm. Còn anh em muốn tư vấn thì qua bên mình, toàn bộ là tư vấn miễn phí hết, không lấy phí gì hết nha anh em. Tư vấn miễn phí, được anh em mua không được thì anh em mình uống ly nước. Anh em mình trao đổi vui vẻ, đam mê xe. Con Su rất là đẹp mà, y như dắt từ hãng ra luôn. Mà được dán đề canh miễn phí nữa. Dán đề canh trong miễn phí nó ngon. Còn con này thì nhiều đồ chơi xịn sò. Đẹp. Good. Very good. Đó, xe mới luôn. Còn mấy em thôi nè anh em.
Còn hai em này thì anh em nào mến thì cho anh em chơi Tết luôn. Còn Tết mình cũng cũng chân thôi. Bên Đức 310. Này thì rẻ thôi. Đó, rất là xịn luôn. Nhà trưng hai con cá là thôi nhức nách. Anh em nào mến là gã luôn mấy em nó luôn cho anh em luôn á. Tết mình cũng trưng à, mình trưng bày không à anh em. Đó, đẹp không? Nhìn nhức nách luôn nè. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip nha. Anh em nhớ bấm like và subscribe và nhớ theo dõi Banh Bay và cập nhật những hình ảnh xe mới nhất. Rồi nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh YouTube Minh Bay Cơ để những clip mới nhất thì anh em sẽ cập nhật được. Anh em sẽ coi xe. Phải nghe cho anh nghe tiếng cái mập phải chìa khóa. Khóa mình để nó giấu đâu rồi. Chờ anh em nghe tiếng cá mập cái kết thúc clip nè. Cá mập nổ đã lắm anh em. Mập là nổ hơi bị tê tái con gà mái luôn. Chìa khóa hai con cá nè, cá này cá nhỏ ha. Cá này cá nhỏ kia. Cá 310, cá này cá lớn. Em nghe tiếng cá lớn cái rồi rồi. Đây, tiếng cá lớn đây. Lên anh em. Lên nè. Chở bơm nhớt bơm xăng lên cái nha anh em. Rồi lên nè. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Chúc mừng anh em, chúc mừng anh em năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Thấy anh em mua xe là thấy anh em thành công rồi nha anh em. Rồi cảm ơn anh em nhiều. Số điện thoại tôi nha anh em, Zalo, Facebook, có Banh Bay luôn, Banh Bay sẽ chèn vô. Rồi cảm ơn anh em nha. Thích Honda CBR mạnh mẽ, Suzuki ngoại hình thì R15. Tóm lại nhiêu đó thôi anh em. Bye bye.